Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng quý vị trở lại kênh của mình nha. Thì trước hết là chúc tất cả quý vị một cái buổi chiều ngày thứ năm an lành và mạnh khỏe. Hiện tại bây giờ là ngày 18 tháng 2 năm 2021, 5 giờ chiều tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì trước khi đi vào cái chia sẻ thông tin thì trước hết là Tony xin chúc tất cả quý vị một ngày an lành và ấm áp. Hiện tại bây giờ thì thời tiết ở thành phố Houston đã ok lại rồi các bạn nha, nắng ấm chan hòa và coi như không còn một cái miếng tuyết nào mà nó nằm ở bên cái lề đường nữa rồi. Nói tóm lại là tất cả đều almost back to normal rồi các bạn ơi. Mọi người đều đã có điện, có nước và có máy sửa rồi, mọi thứ ok rồi các bạn đó. Rồi thì trong cái phần tin tức buổi chiều ngày hôm nay thì tôi này xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nó dính dáng tới tình hình của nước Mỹ, cũng như là những cái thông tin nó dính dáng tới chính quyền thứ 46. Và một cái nội dung mà tôi này muốn chia sẻ với các bạn nó rất là gây cấn và ly kỳ và hấp dẫn, đó là cái chuyện dính dáng tới chủ tịch bệ lớp xe và ai sẽ là người chịu cái trách nhiệm trong cái ngày 6 tây tháng 1, cái vụ lộn xộn Luxembourg nó xảy ra tại tòa nhà quốc hội đó các bạn. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết ai phải là người chịu trách nhiệm cho cái vụ lộn xộn này. Bạn ơi, các bạn à, qua cái video này thì các bạn sẽ thấy ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho cái vụ lộn xộn vào ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà quốc hội, cũng như là ai phải là người mà coi như là lo lắng cho tòa nhà quốc hội và take care những cái chuyện mà an toàn, an ninh trật tự cho tòa nhà quốc hội. Mời các bạn nghe nhé. Thì vào cái ngày 6 tháng 1, sau khi những cái vụ lộn xộn nó xảy ra tại tòa nhà quốc hội đó các bạn, thì tất cả các đảng viên của đảng Dân Chủ chĩa mũi dùi, chĩa mũi nhọn về phía Tổng thống Trump. Bên cạnh đó cũng có một số đảng viên của đảng Cộng hòa cũng chĩa mũi dùi về phía Tổng thống Trump. Và rốt cuộc thì sao, nó đã diễn ra một cái phiên tòa luận tội lần thứ hai, nhưng mà kết quả thì nó không đi đến đâu. Kết quả thì sao? Zero, tức là không có gì hết. Vậy thì ai mới là người chịu trách nhiệm cho cái vụ lộn xộn vào ngày 6 tháng 1, và cái người nào phải đứng ra để mà take care cho cái tòa nhà quốc hội? Đó là những vấn đề tôi này xin chia sẻ với các bạn sau đây. Thì nó như thế này nè các bạn, một đảng viên của đảng Cộng hòa tại tiểu bang California, ông này tên là Devin Nunes, ông ta cho biết như thế này: bà ấy rõ ràng không muốn trả lời những gì đã xảy ra và vai trò và trách nhiệm của bà ấy hoặc là nhân viên của bà ấy vào ngày hôm đó. Đó là những lời phát biểu của một người đảng viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Đó là phát biểu về chủ tịch bệ lớp xe đó các bạn. Bên cạnh đó thì ông Nunes còn cho biết thêm như thế này nè các bạn: chủ tịch bệ lớp xe là thị trưởng của tòa nhà quốc hội và bà ấy phải chịu trách nhiệm về việc mà không có sử dụng vệ binh quốc gia trước ngày 6 tháng 1 để chuẩn bị cho ngày 6 tháng 1, cho nên đã xảy ra những cái cuộc lộn xộn vào ngày 6 tháng 1 là như vậy đó các bạn. Và ông ta còn nói thêm như thế này: tôi biết từ sáng sớm hôm đó tôi đã nói chuyện với một số sĩ quan cảnh sát của tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1 và họ tỏ ra rất là lo ngại. Và họ đã đề cập cái chuyện này với chủ tịch bệ lớp xe, nhưng mà chủ tịch bệ lớp xe thì không chịu chấp nhận cái yêu cầu của cảnh sát trưởng tại cái tòa nhà quốc hội để mà gọi cái vệ binh quốc gia lại hỗ trợ đó. Tức là cái ý là như thế này: đáng lý ra chủ tịch bệ lớp xe là người coi như là đứng đầu ở Hạ viện và là người thách ke cái tòa nhà quốc hội, thì bà ta phải điều động vệ binh quốc gia trước ngày 6 tháng 1 để mà bảo vệ tòa nhà cũng như là bảo vệ các đảng viên cũng như là những người dân biểu. Nhưng mà bà ta đã không làm cái điều đó, bà ta đã để xảy ra cho những cái vụ lộn xộn và sau đó thì bà ta chĩa mũi dùi vào cựu Tổng thống Trump. Đó là cựu Tổng thống Trump, không riêng gì bà ta mà tất cả các đảng viên của đảng Dân Chủ luôn. Chĩa mũi dùi vào cựu Tổng thống Trump, đó là tại cựu Tổng Trump phát biểu này, phát biểu nọ, phát biểu kia, bắt bẻ từng lời nói cho nên mới xảy ra những vậy. Nhưng mà thật sự không phải các bạn, bà ta mới là người từ chối cái yêu cầu mà vệ binh quốc gia lại trước ngày 6 tháng 1, từ chối cái yêu cầu của cảnh sát trưởng của tòa nhà quốc hội là điều thứ hai,
và bà ta đã coi như take one hour để mà make cái decision là sau khi mà những cái vụ lộn xộn nó xảy ra đó, cả tiếng đồng hồ sau bà ta mới chấp nhận cho lính vệ binh quốc gia lại để mà hỗ trợ tòa nhà quốc hội đó. Thì cái ông này nè, ông dân biểu tại tiểu bang California này nè, ông này cũng là một thành viên ở dưới quyền của bà ta, nhưng mà ông này đã lên tiếng, cũng như là rất là nhiều thành viên tại hạ viện, những người dân biểu đó đã viết một cái lá thơ là yêu cầu bà ta trả lời lý do tại sao, vì sao mà bà ta không chịu chuẩn bị trước cho ngày 6 tháng 1, cũng như là lý do vì sao mà bà ta đã không chịu cho cảnh sát trưởng của tòa nhà quốc hội cùng với vệ binh quốc gia bảo vệ. À, thế chưa đó, hiện tại bây giờ thì bà ta chưa có trả lời gì hết các bạn. Và hiện tại bây giờ đó các bạn, thì rất là nhiều dân biểu, cả luôn bên đảng Dân Chủ của bà ta và cả luôn bên đảng Cộng Hòa, cũng như là ông dân biểu Nunes này nói như thế này là hiện tại bây giờ thì các lính vệ binh quốc gia cũng như là cái hàng rào cao 7 feet đó không cần nữa, mọi sự nó đã trở lại bình thường rồi, tại sao phải giữ 6.000 lính vệ binh quốc gia đóng đô tại đó hiện tại bây giờ để làm gì, và cả luôn những cái hàng rào cao chót vót để làm gì? Hiện tại bây giờ thì lính vệ binh quốc gia nên về nhà với vợ với con của họ, hoặc là nên về những nơi mà họ cần phải đóng đô để mà hỗ trợ địa phương trong cái mùa dịch bệnh này, cũng như là hỗ trợ cho những cái sở y tế để mà chích ngừa cho người dân sao đó, chứ không cần phải đóng đô tại cái thời điểm này để làm gì nữa. Cái lúc cần đóng đô thì không có, mà cái lúc không cần thì lại có. Tức là cái ý ông này nói là wasting the money của người dân, thuế của người dân cũng như là thuế của chính phủ Mỹ để mà trả cho những cái chuyện không đâu đó các bạn. Và hiện tại bây giờ thì ông Nunes này cộng với các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa khác, bao gồm dân biểu của đảng Cộng Hòa tiểu bang Illinois, ông Rodney David, coi như rất là nhiều người đã viết cho chủ tịch Bệ Lúc Xe một cái bức thư và yêu cầu bà ta phải là trả lời lý do tại sao vì sao, cũng như là viết một cái lá thư mà có những cái câu hỏi liên quan tới các biện pháp an ninh được thực hiện trước cuộc Lusubu vào ngày 6 tháng 1, tại sao bà ta không chịu làm nữa các bạn. Cho nên tất cả những cái câu hỏi này nó tóm tắt lại là như thế này là các bạn, những cái câu hỏi này có thể nói là quy trách nhiệm cho chủ tịch Bệ Lớp Xe, bà ta mới là người phải đáng lẽ ra chịu trách nhiệm cho những cái cuộc Lusubu lộn xộn vào ngày 6 tháng 1. Sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi chiều ngày thứ năm, tôi đi cập nhật với các bạn một cái thông tin mà nó dính dáng tới cái chuyện là tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1, cũng như là những cái mà kết tội của đảng Dân Chủ đổ lỗi cho cựu tổng thống Trump trong cái bài phát biểu vào ngày 6 tháng 1 trước tòa nhà quốc hội đó các bạn. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu các bạn thấy cái thông tin nó hay, nó hữu ích, nó hấp dẫn, nó gây cấn thì các bạn nhấn nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng cập nhật, cũng như là để lại một cái like để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.